Hà Trí Quang và Thanh Đoàn bay sang Thái Lan đón cặp sinh đôi đầu lòng. Mới đây, Hà Trí Quang và Thanh Đoàn đã đăng tải hình ảnh chia sẻ thông tin về chuyến đi sang Thái Lan của mình. Hành trình này vô cùng đặc biệt vì cả hai sẽ được chào đón sự ra đời của cặp sinh đôi sau nhiều tháng chờ đợi. Người yêu của Hà Trí Quang tâm sự, cách đây một năm có một chuyến bay mang tên lo lắng và hồi hộp. Sau một năm có một chuyến bay mang tên hạnh phúc mang về. Ca ca muội muội ơi, cha Quang ba Đoàn đến đây. Chia sẻ thêm về chuyến đi đầy cảm xúc này. Thanh Đoàn cho biết, tối qua hai đứa em không ngủ được luôn cả nhà, trông chờ cho trời nhanh sáng để đi. Cảm giác giờ khó tả lắm, em cảm ơn cả nhà rất nhiều, luôn ủng hộ và chúc mừng hai đứa em. Trước ngày lên chức cha, cặp đôi đã nhận về nhiều lời chúc mừng từ khán giả. Chúc mừng hai em, mong ca ca muội muội hai thiên thần nhỏ một đời bình an và hạnh phúc. Thật là hồi hộp và hạnh phúc khi cả nhà sắp đoàn tụ. Chúc mừng cả hai có hai thiên thần bé nhỏ xinh xinh. Để chuẩn bị cho hai con ra đời, Hà Trí Quang và Thanh Đoàn đã lập ra một tài khoản mạng xã hội để chia sẻ những hình ảnh đời thường và quá trình nuôi dưỡng các nhóc tỳ. Cặp đôi cũng đã hoàn thành việc trang bị các dụng cụ cần thiết cho việc chăm sóc trẻ sơ sinh. Đặc biệt, cặp đôi còn xây thêm một căn nhà ở Phú Mỹ để tiện cho gia đình ở lại chăm sóc cặp nhóc tỳ trong thời gian một năm. Thanh Đoàn tâm sự, ông bà hai bên rất cưng, chắc chắn sẽ dành nuôi, nhưng Đoàn không muốn hai ông bà nội lo cho cháu quá nhiều. Sợ nhất là cha mẹ phải thức đêm canh cháu, pha sữa này kia. Mọi thứ Đoàn và anh Quang sẽ làm hết. Đến thời điểm hiện tại thì cho dù có đánh đổi công việc, phải làm ít lại thì cả hai vẫn sẽ ưu tiên cho con. Cặp nhóc tỳ nhà Hà Trí Quang được gọi thân mật với cái tên ca ca, muội muội. Cả hai cũng đã thống nhất cách xưng hô với các con, trong khi nam diễn viên sẽ xưng cha, thì người yêu sẽ được gọi là ba. Hiện tại, hành trình sang đất Thái đón con đầu lòng của Hà Trí Quang và Thanh Đoàn đang nhận được sự chú ý từ công chúng. Thanh Đoàn và Hà Trí Quang được xem là cặp đôi đồng giới nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ khán giả. Kể từ khi công khai tình cảm, họ dần thoải mái và không ngại chia sẻ chuyện đôi lứa. Đặc biệt, cặp đôi còn thông báo với fan hâm mộ về việc mình sắp chào đón cặp sinh đôi đầu lòng.